Xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Chào mừng bà con đến với kênh Tin Khách Tôi Thắng nha bà con. Em còn những số máy cuối cùng anh em. Em có mấy cái gì tiếu thiệt chứ. Rồi em lên cho anh em bà con cơ bắt mình tham khảo. Cái này là một cái con văn ma ở đớp 70. Máy này làm bao ghi anh em mình luôn. Máy này rất là đã anh em ơi. Còn cái phần này anh em bà con cơ bắt nào mà nếu muốn muốn gắn ha, cái chụp vô trái đèn này là bên em có rất là nhiều luôn nha, rất nhiều luôn chứ không phải là ít. Cái chụp trái này thì anh em bà con muốn gắn lại thì em gắn, hoặc anh em muốn lột cái bóng đèn ra cho nó gọn luôn thì cũng làm luôn. Nói chung là tùy theo nhu cầu của bà con cô bác mình. Rồi chi tiết máy thì em xin quay cho anh em bà con cô bác mình coi. Ây da, bị xì dầu con tay ơi, con tay ơi. Con lấy vít con nhận ơi giùm bác ơi. Cứ từ từ, không có gì để gấp hết. Cứ từ từ con. Ok. Máy này là văn ma Tết 70. Những con cuối cùng trong tiệm luôn anh em ơi. Con là cuối cùng. Còn rất số lượng rất ít. Bây giờ em không biết cái chừng nào có máy lại nữa. Không hoài không có máy dắt tụi em đi ăn mày luôn á. Làm nghề này nó quen rồi giờ đâu biết làm gì đâu. Còn thiếu ống này con trai, sẵn lỡ rồi con đi cắt rau này út mới lấy cái này luôn đi con, để nghiêng cái nó bị chảy dầu rồi. Ống này này đó hết 70 gió quá viên anh em. Cái này là công suất của nó là 7 ngựa. Nó hết 70. Có tông 80 ly. Cái dòng này thì nó mạnh hơn 16 tí xíu. Ưu điểm của nó là nó nhẹ quay, nhẹ dầu, nhẹ nổ. Anh em nhịn cốt nè. Mới chát luôn mà, nó thiếu cái tôm. Anh em nào mà có dốt được cái máy này thì em sẽ gắn cái tôm bu ly cho anh em bà con cô bác mình ha. Còn nếu bơm nước thì bên em sẽ gắn lại cái tôm bơm nước cho anh em mà. Anh em muốn lấy cái nào thì em gửi cho anh em mình cái đó. Còn số seri của máy này là mờ quá anh em ơi, thêm điện thoại em nó mờ. Em nhìn không có rõ được. Số khó quá. 31029 69 hay 60 vậy không biết nữa. Anh em nào có chốt được máy này anh em cứ chụp cái màn hình này lại giùm em được đây. Cái tới 70 bô ghim, bô ấm, bô lửa gì cũng còn nguyên bản hết. Máy ghim tất tần tật luôn em ơi. Giờ kiếm được cái máy ghim là gì anh em hỏi mấy chỗ trên Sài Gòn 700.000 nữa không. Nếu 70 này lấy tay chảnh là 49 này. Còn em xin nhắc lại ha, cái trái này anh em bà con nào muốn gắn cho nó đẹp á thì bên em sẽ gắn lại cho anh em bà con cô bác mình. Em rất là nhiều cái này luôn, đặc biệt là rất là nhiều luôn á, chứ không phải một cái nữa. Còn dầu thì nó gì đây, dầu nó còn khá đẹp trai nha anh em, khá đẹp trai. Bây giờ để không có làm mất thời gian của bà con cô bác mình, em nhờ tiền khách hàng cho anh em bà con cô bác mình ha. Chiều nay cháu em hết cơm rồi. Hết cơm. Thôi để cho bạn quay cho con, mình hết cơm bạn, có khi bạn còn cơm nữa. Mấy đứa cháu thấy nhỏ mà ý chí ghê không? Một cái không chạy, hai cái không chạy, ba cái thứ mà chạy không chạy tao chạy chứ đâu còn sức nữa đâu quay. Em ba cái lầm lụm rồi đó.
về này thôi, muốn về hả? Về đi kêu. Để em quay thật là kỹ lên một lần nữa rồi em nhờ tài chết hàng cho anh em bà con cô bác mình ha. Sợ tiền nó quay nãy giờ tội nghiệp bé rồi, chiều hết cơm mình em. Với cái máy này tụi em quay theo ngẫu hứng thôi, còn nào quay theo cái đó là hoàn toàn không có chuẩn bị gì trước hết. Cái này thì cái ly dầu bên em mới xả dầu bọt nè, bởi anh em nhìn thấy nó dầu nó nhiễu nhảy tùm lum ha, nhưng mà được con cái là máy nguyên zin nè, anh em nhìn coi dầu bét nè, hoàn toàn chưa có dấu đụng chạm gì hết, máy thì nó nguyên zin. Cái anh em bà con cô bác nào mà từng làm máy bãi thì nhìn theo biết ha, nó đang lùi lùi tới nỗi mà nó dơ nó còn gì luôn nè. Còn em không biết là bóng đèn nó có cháy gì không, đèn này em nghĩ chắc cháy, mà kiến chắc bị dằn nứt rồi, nứt kiến. Máy thì nãy em có nói rồi ha, là nó thiếu tâm bu ly, còn em nếu muốn bơm nước thì em tặng cho anh em cái tâm bơm nước. Còn số xe ghi thì em nhìn nó mờ quá, em không có nhìn rõ được, số nó mờ quá, là 102989 anh em ơi. Nhìn thấy rồi, 102989. Anh em nào có chốt được anh em chụp màn hình lại giùm em nha. Máy thì nó nguyên ri toàn tập vậy nè. Rồi bây giờ bác nhờ con test hàng lại cho bà con cô bác mình coi cái. Cái này là tụi em quay theo ngẫu hứng, có khi để lâu cái là nó hơi chậm nổ. Nước nó còn đang dờn luôn, không mở ra nữa này. Ui, quay ra. Này ngồi chích vô tí rồi nó định dầu cái nào. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình ha. À, máy này hôm nay em bán cho anh em là 4.6 bao ship ha. Chứ em sẵn đây em xin chia sẻ tí xíu luôn anh em, lúc này là rất hiếm máy nha anh em ơi. Anh em bà con cô bác nào mà thấy cái nào mà nó anh em bà con cân nhắc gãy, con đèo gãy à, coi cái nào mà mình nhu cầu mình đang sử dụng mà nó vừa túi tiền không ảnh hưởng tới kinh tế mình ha. Anh em có chốt được thì anh em chốt nha, mình cũng không biết lúc nào có máy lại. Bên em thì cũng đang, bên em cũng rất là lo luôn, bán tới đâu là nó cục tới đó luôn à. Lấy vô thì giá nó cao, giống như cái này giờ bữa nay 2-3 chỗ chào giá em là lấy vô 49 tại Sài Gòn người sao mà bán được. Rồi em xin nhắc lại ha, cái này ở Tết 70 em bán cho anh em là 4.6 bao ship nha. Anh em nào làm được cái này thì alo giùm em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em.